MV đầu tay là một sự hồi hộp, một sự háo hức, một sự trông đợi và là một cái áp lực rất lớn của cuộc đời trong ngay thời điểm này. Cái MV này thì cái nội dung nó như thế nào ạ? Nội dung của MV này thì cũng khá đơn giản thôi, tại vì Trung cũng chuộng những gì đơn giản. Nội dung của MV này xoay quanh một người nghệ sĩ biểu diễn luôn, và anh ta cũng có rất là nhiều những cái góc khuất riêng trong cuộc đời mà khán giả không biết được, và cũng chính những cái cô đơn, những cái niềm không may mắn đó đem lại cho anh ta rất là nhiều cảm xúc để anh ta thăng hoa trên sân khấu. Bắt đầu từ đâu mà anh lại có ý định là mình sẽ làm một cái MV ca nhạc và chính thức tấn thân sang lĩnh vực ca sĩ? Thiệt ra là Trung cũng có dự định làm một sản phẩm âm nhạc lâu rồi. Tại vì khi mà Trung làm những bản cover khác thì Trung nhận được tình cảm của mọi người dành cho Trung rất là nhiều. Cho nên Trung nghĩ là Trung buộc lòng là Trung phải có một sản phẩm âm nhạc nào đó trong thời gian sớm nhất để dành tặng cho mọi người như một lời cảm ơn của mình. Nhưng mà rất tiếc là cũng một thời gian sau đó, khá là lâu, Trung mới có được một cái nguồn cảm hứng lớn đến như vậy với bài hát này, và mới quyết định biến bài hát này trở thành một sản phẩm âm nhạc đầu tiên của mình. Và đồng nghiệp của mình phản ứng như thế nào khi mà Trung nói là Trung sẽ có một sản phẩm âm nhạc chuyên nghiệp? Mọi người kiểu như là bị đơ mọi người. Thiệt ra Trung cũng cảm thấy bất ngờ với chính mình khi mà lại liều lĩnh làm việc này. Nhưng mà Trung nghĩ là tuổi trẻ mà quan trọng là cảm xúc của Trung còn, thì Trung cũng sẽ dùng cảm xúc đó để cho ra công việc thật hiệu quả nhất. Nếu như mà để trôi qua nó rồi thì nhìn lại tiếc nuối lắm. Cho nên là Trung luôn luôn làm việc theo nó rất là cảm xúc và rất là cảm hứng như vậy. Mà Trung cũng hy vọng là cảm hứng của Trung cũng sẽ truyền được đến cho mọi người. Bạn đã là một diễn viên có tên tuổi rồi, thì đó cũng còn là lợi thế. Thực ra khi mà mọi người biết đến Trung với vai trò là một diễn viên rồi, thì khi mà Trung cầm micro lên hát, cái áp lực nó lớn khủng khiếp lắm. Tại vì cái sự đón nhận của mọi người khi mà mọi người chưa biết Trung là ai, ở vai trò một người cầm micro, thì Trung nghĩ nó sẽ nhẹ nhàng hơn và bớt khắt khe hơn. Còn khi mọi người đã yêu thương Trung ở một vai trò khác rồi, khi mà Trung cầm micro lên thì tất nhiên mọi người sẽ có một cái sự mong đợi rất là nhiều. Và khi càng mong đợi nhiều mà nếu mà Trung không thực hiện tốt thì mọi người sẽ càng buồn lòng bấy nhiêu. Cho nên đó là cái áp lực rất là lớn mà khiến Trung không ngủ được bao nhiêu ngày rồi, để Trung quyết định Trung cố gắng thật là nhiều trong cái khả năng của Trung ngay thời điểm hiện tại để cho ra mắt sản phẩm này một cách chỉnh chu nhất trong khả năng của Trung. Trung có sợ dư luận không khi mà rất cũng khá nhiều các nghệ sĩ lâm thân ca hát thì gặp rất là nhiều bạn đá và gian lận? Trung không sợ, Trung chưa bao giờ sợ việc người ta sẽ gièm pha hay là có những lời không hay về mình hết. Tại vì Trung nghĩ công việc nào cũng vậy cả, cũng đều có những cái mặt tích cực và những mặt chưa tốt. Nhưng mà Trung nghĩ là do bản thân mình thôi. Bản thân mình chọn đón nhận mặt nào, và riêng Trung là một người luôn luôn hướng tới những điều tích cực. Cho nên là Trung sẽ từ những cái cố gắng đó, Trung sẽ ngày càng trau dồi mình hơn để cho thuyết phục những vị khán giả khó tính hơn nữa. Thiệt ra thì Trung cũng đang bắt đầu khám phá và tìm hiểu mình ở trong âm nhạc, để xem mình là ai trong âm nhạc. Và riêng những cái bài hát ballad buồn mà Trung đã từng thể hiện thì thấy mọi người thích rất là nhiều. Cho nên bài hát lần này cũng sẽ là một bản nhạc rất buồn, và hy vọng là mọi người sẽ cùng đồng cảm với bài hát này. Thực ra nó là một dự án được bộc phát từ cái sự bồng bột trong cảm xúc của Trung. Nhưng mà Trung nghĩ là nếu như sản phẩm âm nhạc này ra mắt với khán giả mà được mọi người yêu thương thật là nhiều, thì điều đó nó khiến cho Trung có thêm rất là nhiều cái sự tự tin cho bản thân mình ở con đường này. Thì hy vọng là sau này Trung sẽ lại có rất là nhiều những cảm hứng nữa để cho ra mắt một chuỗi hay là rất là nhiều những dự án khác nhau về âm nhạc để mọi người cùng xem và thưởng thức. Sắp tới Trung muốn khán giả gọi mình là diễn viên là Trung nghĩ là diễn viên hay ca sĩ hay là MC gì thì cũng không quan trọng đâu. Quan trọng là ở mỗi lĩnh vực thì Trung cũng sẽ luôn cố gắng làm tốt nhất trong khả năng có thể của mình để khán giả nhớ Trung là Quang Trung là được rồi. Hy vọng mọi người sẽ cùng yêu thương và chia sẻ, cũng như là đón nhận sản phẩm Giá Như Mình Được Yêu Nhau của Quang Trung, là sản phẩm đầu tiên về âm nhạc của Trung, và không phải là một bản cover nữa. Mong là mọi người sẽ yêu thương Trung thật là nhiều. Xin cảm ơn mọi người ạ.